What's up guys? Xem mấy gì cái nhỉ? Mười... Mười sự thật giải thích về bô mang ý nghĩa gì? Tên bô mang ý nghĩa. Tên bô thì nó thích bô em bé thì nó đặt tên bô thôi. Mình nghĩ thế. Let's do it. Báo phốt anh Độ. Không phải ghét mà gọi là sợ nhất là cái lúc mà anh Độ mà đói ấy. Tôi cũng biết anh Độ đói, anh Độ rất hay quạo. Đúng không nhỉ? Mấy đó nhưng mà mày bấm nhầm. Hi, xin chào mọi người, hôm nay là chương trình 10 sự thật về một người bạn của Linh Ngọc Đàm. Thì hôm nay nhân cái dịp mà bạn thân mình vào Sài Gòn mời cưới, thì chả là cuối năm thì cô mẹ phải trề quá đi. Cái gì mà bạn thân mình vào Sài Gòn mời cưới. Mặt đã béo rồi. Uầy, giống con cá gì ta? Cá mặt. Không phải con cá này. Cái này con cá gì vậy vậy? Cái con cá này lại đái. Cái này cái gì vậy vậy? Con cá này vải đái. Thì chả là cuối năm thì cũng có gì nhỉ? Đâu, vô Sài Gòn mà lấy thiệp cưới. Mà có ai bao giờ mà đám cưới mà phải đi từ Hà Nội qua Sài Gòn. Mày lấy thiệp của ai? Thiệp của mày. Tao cưới ai? Cưới ai? Anh em biết rồi đúng không? Này. Anh biết rồi đúng không? Còn ai nó nữa? Nó vào nó mời cưới, cuối năm nó cưới. Chưa có cưới, cô còn lâu lắm. Thôi đi mọi người, nói chung còn là 3 năm nữa. Tiện thì làm một cái chương trình nhỏ nhỏ với cả bạn mình để cho câu view tí nhỏ. Đúng rồi. Nào bây giờ mày tao chơi, ơi, mày chơi trước đi. Nào, con này. Ai cho mày chơi trước? Mày đã đông con trai mày không nhường tao thôi. Bạn từ Hà Nội bạn vào ok. Tao không quan tâm Vin. Nào mày thua rồi. Nào lại. Chưa. Một lại ba nè. Một. Nào. Một, hai, ba. Hai, ba. Mày ạ. Con chó nào trả lời mà phải, không đúng sự mà thật phải nha. Phải trả lời thiệt nha. Phải trả lời thiệt nha. Rồi, phải trả lời thiệt. Mối tình hiện nay bắt đầu như thế nào? Ui giời mẹ, câu này trả lời dễ mẹ rồi. Câu này dễ mà. Trả lời đi. Đâu đây tôi nghe coi bố có nói thật không nha. Là hôm đó là người yêu mới đăng story bán bánh tráng. Thế là vào mua bánh tráng? Ừ, vào mua bánh tráng xong tao tán mà bán bánh tráng luôn. Nhưng mà làm sao mày biết cái bà bánh tráng đấy? Tối rồi thấy người ta xin app brand đúng không? Không có, tối đó kiểu sim xong đúng không? Ừ. Xong là ngủ không được, lên giường xong là kiểu mày thường biết là vô hay check là ai kết bạn mình ấy. Ừ. Xong tao vô tao thấy bạn chung nhiều. Đó. Vô thấy cũng xinh, xong mà tao xác nhận. Xác nhận là bạn người yêu mày gửi lời một cái bạn cho mày. Đúng rồi. Xong rồi mày xác nhận. Đúng rồi. Xong thấy bán bánh tráng là mua xong rồi bà tán bạn bánh bánh tráng luôn. Chủ yếu mua để mình bắt chuyện thôi. Ừ. Thằng ở Hà Nội nhưng mà mua bánh tráng tận Sài Gòn. Mọi người ạ, mua gần thế. Chả hiểu kiểu gì. Mày dạo đúng không? Không có thiệt. Tia người ta từ trước rồi. Không, lúc đầu là chân ấy. Lúc đầu là chân ấy. Lúc đầu là chân tia mày trước. Đúng rồi, ở trên Instagram. Tại vì tao đăng hình nó hiện lên cái đề xuất đó mày thấy không. Xong là kiểu là con gái nó hay xem mấy cái đó lắm. Ấy mà phải lúc đó Facebook tao mất. Alo, alo, alo. Cho hỏi một cái thằng bố lại mất Facebook à? Đúng rồi. Nghe mà mấy thằng này anh à. Sao lại bị mất? Nếu hiểu luôn Facebook em đéo chơi Facebook nữa thề. Rồi. Ừ thế chứ, anh vượt mục tiếp đây. Đâu có kết bạn Facebook tao được. Mà theo dõi Instagram của tao thì tao đâu có quan tâm đâu. Tại vì nhiều quá. Nên là duyên chưa tới. Là phải chờ mày có Facebook mới add friend đúng không? Đúng rồi, chờ tao mở lại Facebook cái là kết bạn liền. Đấy. Quá hay. Đúng quả rồi. Là một cô gái đầy kiên nhẫn. Đúng đời. Ok, hỏi đi. Linh cảm thấy mình giả tạo nhất khi làm quảng cáo nào? Ăn đi má. Ăn đi. Ăn đi còn gì nữa. Nè tao lựa cho nha.
hồng cho nó dễ thương. Quay màu hồng đó là bãi nôn quá anh em ạ. Thề ăn thôi mà thúi phải. Vì gì? Ngon đúng không? Ngon rồi. Mùi gì vậy? Màu hồng là mùi gì? Thúi quá. Coco nut là cái gì? Coco nut là cái gì? Quá là ghét thật chứ. Ông cái spoil meal này sữa bị thiêu hay sao? À spoil meal là sữa bị thiêu đúng rồi. Sao ạ? Mùi sữa thiêu. À, lấy em cái giấy ăn hay gì đây? Em vừa lỡ nhè ở đây rồi. À, cái trò này như kiểu là tự chơi tự bẫy mình á. Nhớ hiểu kiểu gì? Ai soạn câu hỏi này đấy? Ủa? Mà ăn kiểu thối phải ăn hết chứ. Ai lại chơi nhè như thế? Cái gì là không vui rồi. Chơi là không vui rồi. Ăn hết, mày ăn hết Linh à. Nhớ hiểu kiểu gì? Tại sao hồi xưa lại đá stream anh Độ? Má, câu này lại dễ nữa rồi. Câu này đã hỏi nhiều trên stream tao lắm rồi. Ừ, không, cho đổi câu đấy. Sao đổi được? Trả lời đi. Trả lời đi. Trả lời luôn đi. Lúc đó ở quê trên nét thì tao là kiểu thức khuya lắm mà anh Độ stream mà tầm 4-5 giờ sáng không à. Xong rồi kiểu là anh Độ chơi PUBG một mình, mày biết PUBG đó hot biết mà đúng không, xong rồi vô đá stream thôi. Nhưng mà lúc đầu bị chơi đá stream là giết anh Độ đúng không? Ừ, nhưng mà lúc đầu là bị anh Độ giận, bị anh Độ ghét. Đúng rồi, anh Độ ghét luôn. Anh Độ cứ vô cứ tầm là anh Độ kích, mà sau này kiểu là ship đồ các thứ đồ anh Độ mới vui lại, mới có cảm tình à. Xong là chuyện gì đến nha, tức là lúc đầu đá stream anh Độ là giết anh Độ, sau đúng là rồi. Cho đều anh Độ đúng rồi, rồi. Xong là anh em biết là đó giờ ra Hà Nội. Nhưng mà mày cái lúc đấy mày có nghĩ là mày đá stream đấy để được nổi tiếng không, hay là không, mày chỉ làm cho chỉ vui gọi thôi, là đá cho vui thôi thật. Anh em nhìn kỹ gương mặt nhá, thì mày cái mặt nó này, mặt nó nói thật, cái mặt nó nói thật nhưng mà cái miệng nó nói thật nhưng mà cái gương mặt của nó giả dối vậy đấy. Chỉ gọi là đá cho vui thôi. Cái lúc mà ngày đầu tiên mà tao đá tao giết ấy, rồi xong rồi tao kiểu thấy anh Độ buồn, người ta nói tao xin lỗi, tao nhắn tin xin lỗi mà anh Độ không trả lời luôn. Anh Độ không xem luôn. Xong mấy ngày sau tao mới nghĩ là bây giờ anh Độ buồn rồi đúng không? Tao phải nghĩ cái gì vui vui để cho anh Độ vui lại. Là ship đồ, là ship đồ cho anh Độ. Xong là anh Độ rồi anh Độ vui lại, anh Độ có đọc tin nhắn không? Mãi sau này lúc mà nói chuyện kêu tao ra Hà Nội ấy thì anh Độ mới đọc cái tin nhắn đó. À, tức là sau này anh Độ định lập một cái team xong rồi thấy mày bắn hay quá đúng không? Đúng rồi, thế là gọi ra. Cao rồi nè. À, thế là tự nhiên bạn mình lại vớ được cái mỏ vàng. Bay ra lớp liền. Không chần chừ. Rồi, hỏi đi. Ai là người Linh thấy hối hận khi mời làm 10 phát nick? Cái mày. Hối hận khi làm 10 sự thật á. Bụt yêu đúng không? Cái này là chữ gì vậy? Chữ gì vậy? Má thằng em tôi. Phải cho nó học thì mà tiếng Anh cơ bản mới được. Cái này là chữ gì vậy? Rồi hỏi đi. Ai là người Linh thấy hối hận khi mời làm 10 phát nick? Cái này là kiểu gì vậy? Cái đọc tiếng Anh đó. Này là chữ gì vậy? 10 ừ, 10 phát cái chương trình này nè. Đúng rồi, cái chương trình này ai? Thì là tao nhé, tao thích mày làm clip với bột lắm. Thì tao biết, nhưng mà cái vấn đề hối hận khi mà mời làm khách mời 10 phách nhất đấy là Bụt. Đáng ra là mình không lên mời Bụt, tại vì sau cái đấy thì thật ra là cái clip đấy nó cũng nhiều view. Nhưng mà cái lúc mà mình làm á thì mình không có nghĩ gì. Mình kiểu nói chung là tại vì chia tay xong mà vẫn có thể chơi được với nhau thì mời thôi. Nhưng mà lại nhiều người lại nghĩ là kiểu như là cố tình mang người yêu cũ ra để câu view, câu fame rồi này nọ. Bạn ơi, thì cũng hơi hối hận, không nên, chỉ ý là mình nên tránh những cái chủ đề nhạy cảm như thế. Đúng nhưng rồi. Mà thì đấy. Nhưng mà kiểu là tiêu cực thì tiêu cực, nhưng mà xem thì vẫn xem nha. Ừ, nói like nha. Chửi thì vẫn chửi, đấy, nhưng mà chửi, xem thì vẫn xem đó. Đấy. Ừ. Kể về một lần cua gái nhớ đời. Đó giờ không có cua gái, toàn gái tán không à. Có lần đầu là cua chân mèo thôi.
À, chăn mèo là cũng cua tao nữa. Là người yêu bây giờ gì? Đúng rồi. Đó giờ không có tán gái. Mày sao ồn? Mày chưa bao giờ đi chủ động mày tán tỉnh một người nào. Thế còn lai lai? Thì sao? Lai lai sao? Lai cũng thế nha. Lai là kiểu là lúc đầu là tao thả thính. Đấy. Ê! Thiếu. Only. À mà thôi. Only chuối. Mày, mày thả thính là mày cua người ta rồi. Kiểu mời đi ăn các thứ thôi. Vậy mà mày không chịu là mày cua. Thế mày có muốn như thế nào mày cua? Nhưng mà tao không có mở lời. Thật. Mày mời nó đi ăn. Nhưng mà trong lúc yêu nhau ấy, tao không có là kiểu là mở lời trước, mày hiểu không? À, ý là mày không phải là người tỏ tình là yêu đúng, nhau đi mà rồi. Là người kia gì đúng. Kể cả bây giờ là người yêu bây giờ của mày thì ai tỏ tình? Tao. Cái mày thế không phải mày cua thì mày là gì? Thì đừng có tính hiện tại mà tính hồi đó thôi. Rồi. Thương em trai hay em gái hơn? Ui, sao lại vô câu hỏi này nè? Rồi để tao nghĩ nha, để tao suy nghĩ. Thương em trai hay em gái hơn? Ủa? Tin có em trai à? The fuck? Nghĩ cho mày á. Nếu mà theo cái góc độ mà tao nhìn ấy, tuy là mày có hơi gắt với thằng em trai nhưng mà mày thương nó hơn, đúng không? Đúng không? Đúng không? Hay mày thương Ngọc hơn? Tao thấy thương ấy hơn, thằng ấy hơn. Thì nói chung là hai em thì tao thương như nhau. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì mình là chị mà, hai đứa thì mình phải thương như nhau. Nhưng mà cái vấn đề là cái thằng cu thì nó còn bé. Mà lúc nào mà mình người lớn mình cũng có cái xu hướng là mình sẽ thương mấy cái đứa bé hơn. Em đừng có tin Ngọc ơi, anh biết em sẽ xem cái video này. Nói cho Ngọc đỡ buồn đúng không? Linh nó thương kia hơn. Chị không, em mình mà chưa san sẻ tình cảm tí thì có làm sao đâu. Đáng ra là ta định ăn kẹo đấy. Nhưng mà thôi có gì đâu, thông cảm với chị nhá. Món đồ xa xỉ nhất Linh từng mua là gì? Giá bao nhiêu? Cái này tao biết luôn nè. Nói đi. Đúng không? Đúng không? Tao trả lời giùm luôn rồi đó. Cái đúng không? Mà em xem lại có phải không? Tao biết luôn nè. Nói đi. Đúng không? Đúng không? Tao trả lời giùm luôn rồi đó. Đúng không? Mình biết nha. Đúng đời. Món đồ mà đắt tiền nhất thì mình từng mua đấy là mình mua một cái đồng hồ Rolex cho Bùi. Wow. Bao nhiêu nhờ? Hình như là tầm nửa tỷ á. Nửa tỷ. 25 ngàn. 25 ngàn. Ui. Rồi, cũng được tầm đấy rồi. Ok. Scandal to nhất trong lịch sử livestream của mày là gì? Hầu hết là đó giờ tao chưa bất kỳ dính một cái post nữa. Từ khi mà tao bắt đầu làm cái nghề streamer này. Scandal thì ví dụ như là những cái lùm xùm xung quanh mày chẳng hạn, chứ không phải là post. Tại vì chắc là cái vụ scandal về người cũ thôi. Vụ scandal với là Lai Lai đúng không? Đúng rồi. Scandal thế bạn có thể giải thích là như thế nào vậy? Không? Thì cuộc sống mà mình đâu biết trước được cái gì đâu đúng không? Cái gì đến thì nó sẽ đến thôi. Mà thôi mình... mày giải thích như đi b*** mồm đi. không giải thích. Cái đồ gì? Linh có từng ghét fan của mình không? Tại sao? Không. Tại sao? Đương nhiên rồi, đã là fan thì đã là những người yêu của mình thì mình phải yêu quý lại. Chứ ai mà người ta yêu mình lại thế ghét người ta điên à. Câu hỏi này nó ấy quá, tao hỏi câu một câu rồi. Có bao giờ làm fan mấy tên chưa? Tao góp ý từng nữa làm anti fan mấy tên. Ê thế mới, tao mà làm anti fan meeting là đông hơn fan meeting luôn. Thiệt. Thiệt. Mới. Hay á. Biệt danh Rambo đến từ đâu? Biệt danh Rambo á. Xem phim Rambo. Xong là... Phim Rambo là phim gì? Trời ơi. Má hỏi một câu muốn đi về thiệt chứ. Ủa mọi người biết phim này không? Trời ơi. Ai là trời. Đàm Tổng hỏi phim Rambo là gì? Phim Rambo là phim gì? Tối nay về bắt cho mày xem. Anh biết không? Mày biết không? Anh Khang biết không? Mày biết ai không? Ai cũng biết hết. Mọi người có biết không? Biết đúng không? Đấy. Từ đó mà ra. What? Phim hành động. Phim hành động. Có diễn viên nổi tiếng là ai? Rambo. Ông nói tên gì quên rồi nha.
Cháu hài vậy là. Ok. Thật mà. Nhưng mà cái tên ông ngoài đời là gì? Tao tao cái tao chỉ biết tên trong phim thôi. Tao xem phim chứ tao có xem ổng đâu. Thế là top 3 mối tình đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Đáng nhớ nhất là nè, bà đái. Một bạn tên là Thi. Thi. Thi Ngọc. Không. Biết Thi. Cái gì vậy mày? Phải Thi. Ở đâu rồi? Thì biết chết luôn. Tên Thi thì lúc mà tao chưa có làm nghề này thì tao quen ấy, quen được 2 năm. Xong rồi chia tay. 2 năm. Là mối tình lâu nhất của mày chưa? Là mối tình gọi là yêu, gọi là yêu nghiêm túc ấy. Là định cưới. Ừ đúng rồi. Xác định nghiêm túc. Ừ, xác định nghiêm túc. Thì tốt hai. Lúc mà bắt đầu làm streamer thì quen Lai này. Quen Lai đấy, người yêu cũ. Ừ. Xong rồi chia tay Lai được gần 1 năm thì quen Cân. Là đấy top 3 mối tình. Là mày chỉ có 3 người yêu đấy thôi. Gọi là quen nghiêm túc đó nha. Rồi ok. Ok. Hỏi tiếp đi. Linh có bao giờ bán linh hồn để nhận quảng cáo? Có. Cái hồi mà mới đi làm á, chưa có tiền thì sao? Nói chung là đợt đấy cũng có nhận quảng cáo một vài sản phẩm. Ví dụ như là thuốc giảm cân. Đó, thì nói chung là vẫn hối hận đến tận bây giờ là mình đã quảng cáo một cái sản phẩm thật sự là nó không chất lượng. Nhưng mà nếu như mà để cho tao quay lại cái thời điểm đó hỏi tao là tao có quảng cáo cái đó hay không á, thì tao vẫn làm. Tại vì ngay cái lúc đó, cái thời điểm đó là tao thật sự là rất cần cái số tiền đó. Đó, bởi vì lúc đấy là nhà tao nói chung là xảy ra một cái sự việc khá là quan trọng và tao cần phải có tiền để đưa cho bố mẹ tao lo cái việc đó. Được. Cho nên là đến bây giờ thật sự là thấy hối hận và thấy áy náy, nhưng mà nếu mà ấy thì vẫn sẽ bán được lắm đúng không? Là mình quảng cáo cho người ta chứ mình có bán đâu. Thì mày quảng cáo cho người ta bán được đúng không? Được. Top 5 người sếp từ thích nhất đến ghét nhất trong Refund. Đầu chắc chắn là anh Độ rồi. Đầu anh Độ, một anh Độ. Đầu lên chip. Những ngu. Nhím. Đấy, Nhím là người yêu Mina đúng không? Cái gì? Mày tôi không biết rồi nha. Tôi không biết. Rồi tiếp. Thứ ba chắc là anh Chip già. Chip già. Xong rồi đến là anh Quang anh Tú thôi, tại vì sống chung một nhà nên là tình cảm anh em của mình luôn. Rồi thế là ghét anh Quang anh Tú nhất. Rồi chốt đơn. Không. Chốt đơn. Không nói nhiều. Đéo của tôi luôn. Chip hạng từ đẹp nhất, xấu nhất. Lê Bóng, Mithy, Nguyên Bu, Bảo Hơn, Ami. Cái này tình cảm chị em đi xuống lắm nè. Cái team có 10 người mà sếp có 5 người mà đéo có tôi luôn anh em. Mà đi, tôi nằm ở đâu nhỉ? Tôi nằm số 11 à. Phải thúi đúng không? Mùi gì vậy? Ui. Bớt khe là cái gì? Ê mà hôm bữa đậu mà ông nắm tay đi, mà ông nắm tay tôi, ông nói là để em thương anh phái lắm xin nách nè. Anh là nói thiệt nhá, anh là ai biết anh là có nhiều tâm sự nhá, anh nên là em thương anh phái lắm. Mày xem cái clip này xong tôi mới biết mày. Anh em con cặc tình nghĩa là xạo lồn điệp mà giờ tôi mới biết. Nhưng mà bớt khe là gì? Mà ăn cái bớt khe đúng không? Màu trắng. Tao ăn cái dirty dishwasher. Là cái gì? Cái chén đĩa. Cái vớ thối à? Bẩn. Ui. Nước rửa bát. Nước rửa bát. Hồn kinh. Bóc phốt anh Độ. Không phải ghét mà gọi là sợ nhất là cái lúc mà anh Độ mà đói ấy. Ừ. Đồ cọc lắm. Cọc dơ, đói là cọc dơ đúng không? Là chửi. Đúng rồi. Nhưng mà ông đi đói thì ông cọc vợ ông đi chứ cọc mày làm gì? Thì là lúc thôi. Ừ. Là cứ đói lên là chửi. Không, đói lên là kiểu là tâm trạng cọc thôi. Thế lúc nào cũng phải là thủ đồ ăn trong người. Bây giờ đi qua ngang qua ăn độ mà nhìn thấy ông ấy lườm phát là rút đồ ăn ra đưa luôn. Rút bánh mì của anh Bill luôn nha mọi người. Rút bánh mì Bill Bill ra đưa bánh mì của anh luôn nha mọi người. Rồi ok. Má ngày hôm nay định bẫy nó nhưng mà toàn thấy tự ăn không à, tự vào không à. Nó ăn được có 2 lần thì 2 lần nó qua rồi. Rồi ok mọi người ơi, video đến đây kết thúc. Cảm ơn Đô đã tham gia chương trình
10 phát cho Linh Ngọc Đàm, bye bye mọi người. Ủa tính ra Linh Ngọc, tính ra Linh Ngọc Đàm có trả lời được bao nhiêu đâu? Ủa 10 câu rồi á? Đâu làm gì được 10 câu nhỉ? Hay là mỗi bên 5 câu nhỉ? Nhưng mà Linh Tồn Trang kẹo thối à, trả lời đi. Chơi gì nó mới xanh chín. Mọi người. Thôi mà anh Độ đói, anh Độ hay quạo rồi. Chả gì ấy. Anh Độ quạo kìa. Đồ ăn có chưa? Sao lâu thế nhờ? Đấy, kiểu vàng vàng thôi chứ không có kìa anh em ạ.